Chị hai, sao chị ác quá vậy hả? Chị hại tôi chưa đủ hay sao mà còn khiến cho con Lựu thân tàn ma dại như vậy chứ? Tôi nhanh trí né được, chứ không bây giờ mang cái bộ mặt gớm ghiếc như con Lựu rồi. Em Năm à, cô cũng chẳng có đàng hoàng tử tế gì hơn ai đâu. Đừng có dở cái thói quạnh quẹ người khác. Lần này may mắn, nhưng sẽ không có lần khác đâu. Chị, nè, bà Năm, bà phải trả thù bà hai giùm con. Bây giờ con đau rát quá bà ơi, con ăn không được, con ngủ cũng không xong. Bà cho con chút tiền mua thuốc uống đi bà. Giữ cho kỹ để phòng thân sau này nghe không? Phòng thân là sao hả bà? Thì tao nghe nói sắp tới mướn người khác vô đây làm thay mày. Con bị hại thành ra thân tàn ma dại như vậy, con cũng gì đi theo bà mà. Sao bà không nói một tiếng cho con ở lại hả bà Năm? Bị đuổi việc á thì con biết phải làm cái gì để sống đây hả bà Năm? Chính bà hai là người xúi bà ba đuổi mày ra khỏi cái nhà này đó. Bà ta chắc là hận mày vì đã khai ra chuyện của bà lần trước. Con người của bà ta không những thù dai mà còn độc ác nữa. Đã hại tôi ra nông nỗi này, giờ còn xúi người ta đuổi tôi nữa. Tôi mà gặp lại bà là tôi sẽ không bỏ qua đâu. Xem trọn bộ trên ứng dụng THVLI.